Trước cú chặt của tên nhóc thâm độc này, Thái Ngọc liền vội hét lên kêu Diệp Huyền sư đệ mau tránh ra. Diệp Huyền vốn chẳng xem tên nhóc đó ra gì cả, chỉ là một ngũ trọng còn con mà thôi. Cậu nhẹ tay phẩy nhẹ nhàng một cái, thanh kiếm kia đã bị đánh cho vỡ ra rồi. Sau khi kiếm bị vỡ, lông gà lông vịt của hắn cũng đã dựng hết cả lên rồi. Diệp Huyền thằng tay tát hắn ta một cú thật mạnh bay ra đằng xa xa. Cú vả này khiến cho tên Lâm Khôn bay thẳng đến bậc thềm một bên, làm cho mấy người khác hốt hoảng. Dương Ngọc cũng không ngờ được người trước mặt vậy mà có thể đánh bại được Lâm Khôn. Diệp Huyền ra tay xong lại thở dài một hơi, tát một cái này chân ngôn chi lực vốn đã không nhiều lại tiêu hao một chút, nếu như không thể từ thư viện bù vào thì lỗ to rồi. Sau khi bị vả, Lâm Khôn thương tích dần đứng dậy, hắn lau đi vết thương trên mặt bắt đầu thể hiện. Trong 10 đại tông môn của Bắc Hoang, người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ có dương cảnh tứ trọng, không ai là đối thủ của ta. Người nhất định là gian tế yêu tộc, ngươi xong rồi, đợi lão sư tới thì ngươi chết chắc rồi. Lâm Khôn vừa dứt lời, giọng thét lên của một lão già nào đó vang lên, là ai hủy hoại tượng điêu khắc của viện trưởng đại nhân? Lão đầu này là phó viện trưởng của thư viện. Lão ta đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống dưới. Dương Thái Ngọc nhìn người đến là phó viện trưởng thì lập tức căng thẳng, không ngờ chuyện này lại kinh động tới phó viện trưởng. Lâm Khôn lập tức mồm năm miệng 10 mà tố cáo, phó viện trưởng ngài đến vừa đúng lúc, chính là hắn ta làm. Hắn không chỉ hủy hoại tượng điêu khắc của viện trưởng đại nhân, còn đánh ta bị thương. Ta cực kỳ nghi ngờ hắn là gian tế do thế lực yêu tộc phái đến, xin phó viện trưởng xử lý hắn. Thái Ngọc còn định lên tiếng bênh vực cho Diệp Huyền thì lão ta ngăn lại, không cần nói nhiều nữa, ta tự mình hỏi. Lâm Khôn đắc chí quay ra mỉa mai Thái Ngọc, Dương Thái Ngọc ngươi không bảo vệ được tiểu tử này nữa rồi. Phó viện trưởng tôn trọng nhất viện trưởng đại nhân, bất luận tiểu tử này có phải là gian tế của yêu tộc hay không, hắn đều chết chắc. Đến trước Diệp Huyền, phó viện trưởng hỏi cậu là người phá hỏng tượng điêu khắc của viện trưởng. Diệp Huyền đáp lại ông ta, tượng điêu khắc bị hỏng hình như có chút liên quan tới ta, nhưng ta chắc không phải là gian tế của yêu tộc. Phó viện trưởng sôi máu trực trào, khí tức mãnh liệt, lớn giọng lên, ta mặc kệ người có phải là gian tế của yêu tộc hay không, dám phá hỏng tượng điêu khắc của viện trưởng đại nhân, chính là bất kính đối với viện trưởng đại nhân. Ai dám bất kính đối với viện trưởng đại nhân đều phải. Diệp Huyền sợ là lần này phải ra tay thật sự rồi, cậu chuẩn bị ấn trên tay mà đánh thôi. Lâm Khôn hắn ta khoái chí cho rằng, cứ như thế mà một chưởng đập chết tiểu tử này đi. Đệ nhất thiên tài Bắc Hoang chỉ có thể có một người, đó chính là hắn. Từ trên trời một vật thể bay không xác định bay đi với vận tốc bằng B và gia tốc A, vật thể đó nhằm thẳng tới hướng của lão phó viện trưởng. Ồ, hình như đây chính là một món đồ của thư viện này. Cầm tấm thẻ trên tay lão phó viện trưởng nhìn xong thì thay đổi sắc mặt, là truyền lệnh khẩn cấp của viện trưởng. Lão ta lo lắng nhất định là đã xảy ra chuyện lớn gì đó rồi, thú triều tập kích, ma tộc xâm phạm, hay là đại chiến tông môn. Một luồng sáng bắn vào trán của ông ta, một ý thức dặn dò lão phó viện trưởng nhất định phải quan tâm người thanh niên này, tuyệt đối không được làm khó. Lão phó viện trưởng như bị một tia sét đánh rơi, cái bộp trong lòng một cái, chỉ mới vái lại một cái đã khiến cho tượng đá lớn vỡ ra. Diệp Huyền suýt thì bị người ta đánh, may là có cấp lệnh tới, không thì đành phải xảy ra đại chiến rồi. Cầm tấm lệnh bài truyền tin trên tay phó viện trưởng, mặt mày say sẩm. Hai người kia thấy thế thì hỏi, phó viện trưởng đã nhận được tin tức gì sao sắc mặt lại nghiêm trọng như thế? Bất kể phó viện trưởng đã nhận được tin gì, tên Diệp Huyền này hôm nay khó tránh khỏi trừng phạt. Diệp Huyền đang thầm nghĩ, tên phó viện trưởng này có thực lực anh đan cảnh, nếu cậu dùng Lâm Tự Quyết cũng có thể đối phó, chỉ là không những không vào được thư viện còn tiêu hao hết chân ngôn chi lực không còn lại nhiều kia, thật sự là được không bằng mất. Ánh mắt của lão phó viện trưởng trầm ngâm, cảm xúc của ba người lúc này mỗi người một cảm xúc. Thình lình Diệp Huyền ngỡ ngàng khi mà ông phó viện trưởng lại vỗ lên vai của cậu, nét mặt không hề gượng gạo. Lão ta nói, anh bạn ngươi đừng sợ, ngươi tên gì thế? Lâm Khôn không tin được, đây sao có thể? Phó viện trưởng trước nay đều tôn kính viện trưởng, Diệp Huyền phá hoại tượng của viện trưởng, đây chính là tội danh đủ để xử chết. Sao phó viện trưởng không trách mà còn rất quan tâm đến hắn ta? Dương Ngọc đáp lại tên Lâm Khôn còn đang cay cú, đó là vì phó viện trưởng nhìn rõ mọi việc, biết không phải Diệp Huyền phá hỏng bức tượng. Lão phó viện trưởng tươi cười trấn an Diệp Huyền và hỏi thăm tên của cậu. Nhận được câu trả lời, ông ta vỗ vai của cậu mà nói, Diệp Huyền ngươi không cần sợ, tượng của viện trưởng đại nhân đã lâu không tu sửa đương nhiên sẽ nứt, không liên quan tới ngươi. Nghe thấy là buông tha, thậm chí còn có lòng trắc ẩn với thanh niên kia. Lâm Khôn hắn vội gào lên, phó viện trưởng ngài nhầm rồi à, tượng viện trưởng ẩn chứa đạo vận, sao có thể vì nhiều năm không sửa, rõ ràng chuyện này là do Diệp Huyền này làm hỏng mà. Đang êm xuôi thì có thằng phá đám. Phó viện trưởng lạnh giọng, Lâm Khôn, ngươi đây là đang chấp vấn ta sao? Tức thì ông ấy bùng phát sức mạnh áp đảo nhằm dằn mặt và răn đe tên đệ tử, áp bức mạnh mẽ, hai đầu gối của hắn lập tức quỳ dập xuống. Lâm Khôn hoảng sợ quỳ xuống xin tha, mong phó viện trưởng tha thứ. Diệp Huyền nhìn tay chơi phó viện trưởng này, nói với tên Lâm Khôn, nhấn mạnh thêm lần nữa, chuyện của bức tượng không liên quan tới Diệp Huyền, là chuyện ngoài ý muốn, không được tìm Diệp Huyền gây sự, hiểu chưa? Vừa mới giữ dằn cái lão đầu này, lật bánh tráng quay ra tươi cười mà nói với Diệp Huyền, được rồi Diệp Huyền, chuyên bức tượng đã qua rồi, ngươi tuyệt đối đừng vì chuyện này mà sinh ra khúc mắc dẫn đến ý nghĩ thôi học nhé. Diệp Huyền chắp tay cảm tạ, ta không để trong lòng đâu, cảm ơn phó viện trưởng đã quan tâm. Lão phó viện trưởng xử xong chuyện thì cũng quay người rời đi mà nói, được rồi, không để trong lòng là tốt. vậy thì các ngươi cứ tiếp tục tiến hành nghi thức đi. Quay ra bức tượng đá bị đánh nứt đôi, ông ta suy nghĩ trong lòng, viện trưởng đại nhân, ta không biết tại sao ngài lại coi trọng Diệp Huyền như vậy, nhưng từ sau khi ta được ngài thu làm nô bộc, thì đây là lần đầu ngài chủ động liên hệ với ta đó, ta nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài chiếu cố cho Diệp Huyền. Diệp Huyền bên này nhìn thấy lão phó viện trưởng trầm ngâm trước bức tượng, thì dường như cậu đã hiểu tại sao lão đầu này lại thay đổi thái độ với cậu rồi. Phó viện trưởng nhìn bức tượng, Diệp Huyền nhìn ông ta, Lâm Khôn nhìn Diệp Huyền nghiến răng nén giận lại, hắn không cam chịu phó viện trưởng lại đi thiên vị Diệp Huyền, chẳng lẽ là nhìn trúng thiên phú của cậu. Tên Lâm Khôn càng thêm chấp niệm với thiên tài số 1 Bắc Hoang. Bên này chúng đệ tử khác cũng xôn xao, tiểu tử Diệp Huyền này may mắn thật, phó viện trưởng đã trả lại trong sạch cho hắn rồi, nghĩ cũng phải, tượng viện trưởng có đạo vận sao Diệp Huyền đó phá được, rồi thì còn quay ra chọc ngáy cả tên Lâm Khôn. Tức giận hắn quay lại quát đám người câm mồm hết cho hắn. Tiếp theo tiến hành nghi thức thứ hai, thử thách đạo tâm. Lâm Khôn giải thích cho đám người, Vạn Đạo Thư Viện chúng ta tên là Vạn Đạo, đương nhiên là hy vọng chư vị đều có thể bước lên con đường thuộc về mình, mà muốn bước lên con đường thuộc về mình đạo tâm phải kiên định, vì vậy mới có kiểm tra đạo tâm này. Tức thì Lâm Khôn cuộn tuôn trào những cuốn trục, hắn nói những cuốn trục này đều là mặc bảo mà viện trưởng đại nhân để lại, ẩn chứa đạo vận của viện trưởng đại nhân, chỉ có đạo tâm kiên định mới có thể dẫn cuộn chữ cộng hưởng. Trong nửa canh giờ tân sinh có thể dẫn cuộn chữ cộng hưởng có thể tự mình chọn lớp, còn lại sẽ bị cử ra sau núi trông coi vườn linh dược, làm đệ tử tạp dịch 1 tháng mới có thể tiến hành học chính thức. Tiếp theo bắt đầu kiểm tra, dứt lời Lâm Khôn phóng những cuốn trục kia đi. Cầm cuốn trục trên tay mấy tên có hơi bất mãn, căn bản cũng tại bản thân tự cho mình là cường giả nên đương nhiên công việc tạp dịch là không có. Lâm Khôn hắn ta đang rất đắc chí, hắn cho rằng cứ thế là sẽ hạ bệ được Diệp Huyền. Cuộn chữ của Diệp Huyền do đích thân hắn chuẩn bị nên cậu sẽ không lĩnh ngộ được. Mấy người khác cầm cuốn trục lên thì lo lắng xen lẫn là sự hoảng loạn. Dương Thái Ngọc nhìn cuốn trục trên tay của Diệp Huyền cầm là Bác Sơn Thạch Khắc Thiếp, cô tỏ ra khá sửng sốt, cô quay sang hỏi tên Lâm Khôn, Bác Sơn Thạch Khắc Thiếp chưa từng có ai lĩnh ngộ được, sao huynh lại lấy ra đưa cho Diệp Huyền, rõ ràng là huynh cố ý làm khó hắn mà. Dương sư muội, phó viện trưởng đại nhân không còn ở đây, ta khuyên cô nên nói năng cẩn thận vào, những cuộn chữ này đều được phát tùy ý, Diệp Huyền lấy được Bác Sơn Thạch Khắc Thiếp thuần túy là do hắn xui, chẳng có liên quan gì tới ta cả. Vừa nói hắn bày ra bộ mặt đắc thắng, đối lý không cãi lại được. Thái Ngọc chỉ có thể buồn thay cho Diệp Huyền lần này thôi. Diệp Huyền giở cuốn trục ra thì còn ngỡ ngàng hơn bao giờ hết, đây chẳng phải là mô phỏng tác phẩm của cậu năm đó viết ra sao. Từ trên bầu trời hình như có mấy người lao đến dưới sân rất nhanh chóng, tức khắc bọn họ đáp đất trên sân. Mấy người này tên Hồng Sơn, Hàn Bân và Đào Linh, bọn họ tới là để xem có ai lọt vào mắt xanh mà bế đi trước. Hàn Bân nhìn sang phó viện trưởng cất tiếng, phó viện trưởng cũng ở đây sao? Chẳng lẽ trong số tân sinh này có thiên tài hiếm có? Thiên tài hiếm có không biết có hay không, nhưng xui xẻo thì lại có một người đó. Lời này là Đào Linh ám chỉ Diệp Huyền sao? Bên này Diệp Huyền còn đang tấm tắc mà thấm, thì mấy người kia được Đào Linh gọi quay sang, cả ba người trố mắt nhìn chàng thanh niên kia, tên đó lại rút được Bác Sơn Thạch Khắc Thiếp sao? Nghe nói Bác Sơn Thạch Khắc Thiếp này là do viện trưởng đại nhân mô phỏng theo tác phẩm của một cường giả thần bí, chưa từng có ai lĩnh ngộ thành công, xem ra tên này chắc chắn phải là một tạp dịch rồi. Phó viện trưởng đương nhiên cũng biết đây là do Lâm Khôn hắn ta giở trò báo thù rồi, đợi sau khi kết thúc phải cho tên đó một trận dạy dỗ, nhưng mà ngược lại thì phó viện trưởng cũng rất muốn biết, thực lực của tiểu tử này rốt cuộc là trâu bò tới đâu, nói không chừng có thể tạo ra kỳ tích. Đột nhiên thì Diệp Huyền xin ý kiến, có thể cho cậu đổi một cuốn khác không? Cậu thật sự không muốn cảm ứng lại cuộn chữ này. Lão phó viện trưởng nghe xong thì biến sắc, thế giới nội tâm của ông ta bùng nổ, ông ta vừa mới hy vọng cậu xong giờ thì tính rút lui sao, không thể không chê. Lâm Khôn liền quát lên với Diệp Huyền, hỗn xược, cuộn chữ kiểm tra đạo tâm mà ngươi nói đổi là đổi sao? Ngươi coi nơi này là nhà à? Sau đó là một tràng xối xả nhưng thôi bỏ qua. Phó viện trưởng cũng tưởng rằng Diệp Huyền tính từ bỏ nên cho rằng, tâm tính như này sao mà viện trưởng lại để ý tới chứ? Mình là HMK GO review truyện tranh, hãy ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất. Phần 4 đến đây là hết, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.